Đang phát sinh chào bạn. Sau đây đang phát sinh giới thiệu các bạn cần vừa về tiếp một cần một lô cần Palasuit. Palasuit T33 chữ đỏ. Còn chiều dài 4m05 và 4m25 các bạn. Đây là 4m05 này. 4m05. 4m05 là thu gọn là 1m12. 4 đốt. Trọng lượng là 460g. Đốt ngọn là 2.7 ly. Đốt gốc là 24.7 ly. T3 4m05. Đây T3 4m25 đây các bạn. Khuyên Fuji, khuyên bác đều Fuji hết. Đây, trọng lượng nó là 490g, gần 500g. Đây, Palasuit T33 4m25 tương đương BX của Shimano các bạn. Này thì Hải Đăng sẽ hỗ trợ hạ bát cả máy cho các bạn. Nếu các bạn nào đặt hàng. Hạ bát đẹp luôn cho các bạn. Mình chiếc Fuji đấy. Fuji. Nguyên Fuji ạ. Các chiếc phi nguyên đầu alo. Màu bạc hơi đá tí màu đồng đấy các bạn. Rất đẹp. Vừa rồi Hải Đăng phát sinh cho giới thiệu các bạn cần Palasuit T33 chiều dài 4m25 và 4m05. Hải Đăng phát sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng phát sinh.